Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là pin của điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro với tên mã là BB40, dung lượng pin 4000mAh đang có mặt tại di động cap.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần pin, đến pin của điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro, lỗi hỏng, pin dùng nhanh hết, pin phồng rộp, pin khởi động lúc lên lúc không chập chờn, treo logo không khởi động lên được, cần một địa chỉ thay mới pin cho điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động quang cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Hiện tại thì di động quang cấp.vn đang địa chỉ cung cấp tất cả các loại pin của điện thoại Xiaomi nói chung và pin của điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro nói riêng tại mới vì các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động quang cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin cho điện thoại Xiaomi Redmi K20 Pro cho quý các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn xem video tại di động cao cấp.vn.